Các bác đã được nghe qua cái chất âm đến từ cái bộ dàn nở lông của Maden đang ghép giữa con MG33 kết hợp với cả cặp loa MS3. Đấy. Các bác có thể nhìn qua đây, hàng rất là tuyệt vời nhá. Loa thì được trang bị ở đây là bát 13 theo tiêu chuẩn của hãng. Đấy. Với kích thước vỏ là rộng là 15, sâu là 23.5 đấy. Và cao là đạt tới 26.5. Nó gọi là 27 đi. Đấy, thì đấy là về phần kích thước của loa. Loa được trang bị là bát màng Kevlar hay gọi là màng carbon, dòng gân cao su đặc trưng của cái dòng MA hay là MS này, thì nó là dòng gân rất là dày. Đấy, cho tiếng bát đánh giòn và tạo cảm giác nghe rất là thích tai. Đấy, bát đánh rất là chắc và khỏe. Tép thì thôi không phải nói rồi, quá sáng rồi. Đấy. Về hình thức loa thì em mời các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng qua một chút này. Loa được trang bị công suất lên tới là 50W một loa, tổng hai loa là 100W và trở khả năng thời trước là 6 ohm. Hình thức thì ok, tuyệt vời rồi ạ, so với một cân hàng mã nhẹ là quá ok rồi. Dòng công suất MG33 này thì được trang bị tới 2 cổng quang và 4 cổng AV, trong đó thì có 2 cổng AV ra và 2 cổng AV vào. Quang được trang bị 2 cổng in-out, FM và AM, cầu loa đây ạ. Loa thì đánh từ 6 đến 16 ohm. Vừa hai em ghép vào đây thì với con MS3 thì nó vừa hợp là 6 ohm. Có đường xúc off out để cho bác nào bị thích nghe thêm trầm thì cắm thêm xúc. Công suất máy là 55W, điện là 100V. Con này sử dụng hệ tản nhiệt trong các bác nhé, và quạt gió thổi ra ngoài.
Công suất MG3 thì được trang bị là mặt nhôm phay, hai bên có hai thanh nhựa ốp, hai bên sườn mạ chrome rất là đẹp. Các phím phía dưới này thì đều có mạ chrome hết các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì nó có thêm một cái chức năng ở phía trên này, đó là cái kén đầu 3.5 này, thì là rất là tiện cho các bạn nào mà thích kết nối với cả đường 3.5 hai đầu thì các bạn đây, hoặc là ví dụ thích nghe thêm chức năng Bluetooth thì có thể là mua cái Bluetooth bên ngoài. Thị trường hiện nay thì mình có thể gặp trực tiếp vào đây. Đấy, con này thì CD có cả CD luôn. À, tuy nhiên thì cái CD này thì em test thêm cho các bác cho nó vui thôi, chứ em cũng không bỏ anh vào tỏi CD luôn nhá. Vì về nhà nhiều bác là dùng cái cu đi hốc test là nó không chạy. Đây, ở đây thì em đang test một cái đĩa của Nhật. Đấy, đĩa rất là xịn, đĩa của Nhật thì vẫn chạy bình thường. Về bác mà dùng cái cu đi hốc test mà không chạy thì em không chịu kinh nghiệm nhá. Vâng, thì đấy CD các bác thử nghe một đoạn đúng không ạ? Đấy, đĩa nó không bị vấp, không bị xước gì cả. Đấy, còn về các bác thì dùng, nhớ dùng đĩa xịn nhá. Ok các bác nhá, con này thì ngoài ra thì các bác có thể chỉnh cả bát tay trên mặt máy luôn. Đấy, các bác chỉnh chế độ bát tay trên mặt máy luôn. Đấy, còn chỉnh chế độ nhạc đầu vào thì chỉnh ở đây. Nó có nút like này. Đấy, thì mình sẽ căn đầu nhạc vào đây. Đấy, chỉnh bát tay thì các bác chỉnh ở nút TOLE này. Đấy, chế độ này là chế độ nhiều bát, còn nếu mà không nghe nhiều bát thì các bác đưa về trên ọp. Đấy, bát từ quang 10, âm 10 tới dương 10. F cũng từ âm 10 tới dương 10. Sau khi ấn chép bát thì các bác xoay đây là chỉnh. Lách mà CD thì các bác lách ở đây luôn. Đấy, thì vừa rồi là em cũng giới thiệu qua về hình thức cùng chức năng. Vâng. Đấy, thì giá của bộ này báo giá luôn nhá. Vâng, giá của bộ này là 2 triệu, vâng, giá gọi là 2 triệu 630 nghìn nhá. Đấy, 2 triệu 630 nghìn cho bộ này. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu về những cái dòng dàn chất lượng cao như thế này thì alo ngay cho Vinh Audio qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác nhé. Ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người yêu ơi còn đâu.